Khi yêu người này thì bạn sẽ được cái sự quan tâm, chăm sóc, vì cảm thấy dường như là cả thế giới đang ở trong tầm mắt của mình. Chứ mình cũng không hẳn nói là trong tầm tay, tại vì người này sẽ cho bạn cảm giác rất lãng mạn và như là thiên đường. Thiên đường này nó hơi ảo một tí nha, nó không có quá là thực tế đâu. Tại vì trong cái quan hệ bạn có với họ thì là bạn dễ rơi vào trạng thái này soi gương hay bị tổn thương trong tình cảm. Cái tổn thương này nó đến từ cái những cái nỗi lo lắng, sợ hãi trong quá khứ của bạn thôi. Và nó chỉ trigger những cái mệt mỏi khi mà cả hai bạn đối xử với nhau, khi cả hai bạn tương tác và liên kết với nhau á. Người này thì chỉ làm cho bạn cảm thấy được dựa dẫm khi mà bạn đơn côi, bạn lẻ bóng một mình thôi. Đó là cái được nhất ha, và thực tế nhất. Còn về cái sự lãng mạn tình cảm thì mình thấy cũng có, và người này cũng có đầu tư vào bạn nha. Một số trường hợp ở trong này ha, có đầu tư về vật chất, về tình cảm vào các bạn nha, nhưng nó cũng không có quá nhiều ha. Nó vẫn lên là cái trường hợp là các bạn dễ giận hờn và dễ ngắt kết nối, tạm chia xa, chia tay. Số bạn thì hay on off với nhau nữa. Còn mất cái gì hả? Mà mất đi cái, bạn mất đi cái khả năng quan sát và khả năng dường như là lý trí, điểm đến mất trong quan hệ bạn có với những người khác thì bạn sẽ đề phòng nhiều hơn. Mà không hiểu vì sao với người này thì bạn cảm thấy rằng bạn ít đề phòng lắm. Thậm chí là nó thì tuôn trào cảm xúc và nó rất là khó để kiềm chế bản thân mình lại. Nó rất là khó theo cái khuôn mạch đó. Cái này có thể nói là nhân duyên đi. Nhân duyên này là nợ nhau và có duyên với nhau. Trong khoảng thời gian đó thì các bạn sẽ cảm thấy là mình làm theo cái duyên của mình, duyên nợ nghiệp của mình nhiều hơn. Duyên nợ nghiệp ở đây không hẳn lúc nào cũng tiêu cực nha các bạn ha. Mà duyên nợ nghiệp này nó sẽ theo rất nhiều chiều hướng, tích cực lẫn là tiêu cực có luôn ha. Người này thì kết nối với bạn thông qua cái mảnh gương. Cái mảnh gương này hai bạn tụ hợp lại với nhau để thành một cái gương hoàn chỉnh. Tuy nhiên để mà ghép khớp nối được hay không á, là một cái quá trình nó dài lắm, nó rất là lâu. Tại tùy duyên, tùy nhân duyên của các bạn nữa. Các bạn đã ở trong giai đoạn nào với họ nha, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối nha. Để mà về cho một nhà chẳng hạn, nếu như có duyên nợ với nhau. Và đây là trải bài riêng ha, các bạn tham khảo ha. Và đây là thông điệp chung chung thôi nha, nó không có đúng hoàn toàn với các bạn nha. Các bạn hãy lựa những cái thông tin được phù hợp với mình. Đừng có kỳ vọng quá nhiều với đối phương của bạn ha. Làm gì làm thì vẫn tập trung vào cuộc sống, hành trình của mình thôi mà nha. Và đây là cái thông điệp mình nhận được từ vũ trụ gửi đến bạn trong ngày hôm nay ha. Ok.